Chào các em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C1 trong sách giáo khoa vật lý 7, trang 58. Đề bài yêu cầu như sau. Sử dụng các ký hiệu trên đây, hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này. Các em nhìn này, họ cho chúng ta một cái bảng mạch điện và các ký hiệu mạch điện. Ví dụ như là nguồn điện này, thì người ta có một vẽ nguồn điện để ký hiệu cho nguồn điện, người ta ký hiệu là một, đây là cái mạch nhé, đây là cái dây dẫn này, chúng ta không tính đến được chưa? Đấy, chúng ta sẽ tính đến cái gạch này, một gạch dài và một gạch ngắn dọc, được chưa? Thẳng đứng. Cái gạch dài này thì người ta biểu diễn cho cực dương và gạch ngắn thì người ta biểu diễn cho cực âm. Và có hai bộ nguồn mắc nối tiếp thì chúng ta có một cực dài, cực ngắn lại đến cực dài rồi cực ngắn, đúng theo như là bộ nguồn mắc nối tiếp thì cực dương của pin này mắc với cực âm của pin kia, thấy chưa? Và ký hiệu của bóng đèn này, người ta ký hiệu một vòng tròn, một ô tròn và người ta gạch chéo, thấy chưa? Ký hiệu của dây dẫn đây, ký hiệu dây dẫn là một đường thẳng đây. Các em nhìn ở đây là tất cả là đây là các dây dẫn đây. Ký hiệu của dây dẫn là một đường thẳng. Và ký hiệu của công tắc thì có hai loại là đây là công tắc đóng này và công tắc mở này. Chưa? Đây, dựa vào cái bảng ký hiệu này thì chúng ta sẽ vẽ sơ đồ hình 19.3. Các em cùng dở lại cho cô hình sơ đồ hình 19.3 sách giáo khoa trang 54 nào. Các em nhìn thấy sơ đồ hình 19.3 chưa? Đấy, ở trong sơ đồ này thì chúng ta có những thiết bị gì nhỉ? Thứ nhất là có những thiết bị là pin. Và pin ở đây có mấy quả pin nữa em? À, có hai quả pin và đang được mắc nối tiếp với nhau. Vậy chúng ta phải sử dụng ký hiệu nào? À đây, đây rồi. Hai nguồn điện mắc nối tiếp đây rồi. Vậy chúng ta phải sử dụng ký hiệu này, được chưa? Tiếp này, tiếp đến là gì đây? À, chúng ta nhìn thấy có một cái công tắc, được chưa? Và công tắc này đang đóng hay đang mở em? À, nó đang mở đây, được chưa? Làm cho cái mạch này hở điện đây, được chưa? Và đến một cái bóng đèn, được chưa? Một cái bóng đèn. Đấy, vậy chúng ta phải sử dụng ký hiệu nào nhỉ? Chúng ta sử dụng ký hiệu bóng đèn đây. Và công tắc mở để chúng ta sử dụng ký hiệu này. Và ngoài ra thì còn có những gì đây nhỉ? Ngoài ra thì còn có dây dẫn, được chưa? Cái đoạn dây dẫn đây nối các thiết bị điện này lại với nhau. Vậy chúng ta bắt đầu đi vẽ nào. Thứ nhất là chúng ta vẽ hai nguồn điện mắc nối tiếp đã. À, chúng ta bắt đầu vẽ sơ đồ mạch điện này. Đấy, sơ đồ mạch điện. Cô lùi xuống dưới này để cho các bạn nhìn rõ hơn cái phần ký hiệu. Thế các bạn có dây dẫn này, có vẽ dây dẫn trước chưa? Hãy cực dương này, cực dương là một gạch dài hơn, rồi đến cực âm, đến cực dương, gạch dài rồi lại đến cực âm, gạch ngắn, được chưa? Em lưu ý là khi mà các em vẽ mạch điện thì các em không được để hở bất kỳ một chỗ nào. Nếu mà hở thì thành ra mạch điện hở và tất cả các thiết bị của chúng ta sẽ không sáng được. Rồi tiếp đến là cái gì nhỉ các em nhỉ? Bên này họ nối với cái gì đây? Giờ lại hình 19.3 này. Pin rồi đến, à đến công tắc. Công tắc rồi đến bóng đèn, thấy chưa? Đến công tắc. Ký hiệu công tắc mở. Công tắc đang mở đây. Công tắc đang mở đây, các em nhìn thấy chưa? Và công tắc mở đây. Cô vẽ tiếp. Vò cao của chúng ta đang mở. Chúng ta ký hiệu luôn khóa K này. Ký hiệu luôn cực dương và cực âm. Rồi, và chúng ta vẽ tiếp đến bóng đèn. Bóng đèn là một ký hiệu hình tròn, đúng không? Và có gạch chéo.
chúng ta không được hở cái mạch điện như thế này đâu nhé. Nếu các em vẽ thừa là các em phải nối tiếp vào. Chúng ta không được để hở. Rồi, thì chúng ta đã vẽ được cái sơ đồ mạch điện đúng như trong hình 19.3 theo các ký hiệu mạch điện mà họ đã cho ở trong bảng.